Mini 4 Pro là flycam nổi tiếng nhất nhì của DJI. Qua thời điểm ra mắt khoảng 1 năm trước thì chiếc máy này đã gây được tiếng vang và đã có nhiều cả người chơi lẫn người làm nghề đều quyết định xuống tiền mua nó. Bản thân mình cũng sử dụng Mini 4 Pro cũng khá là nhiều và nếu bạn có theo dõi chúng mình thì sẽ thấy chiếc máy này được xuất hiện trong rất là nhiều video. Vậy thì hãy cùng xem liệu sau 1 năm thì DJI Mini 4 Pro có còn là một chiếc máy đáng mua không nhé. Đầu tiên, điểm mình thích nhất về Mini 4 Pro là cái thiết kế của nó. Mini 4 Pro là một trong những chiếc flycam truyền thống có thiết kế nhỏ gọn nhất nhì của DJI. Vậy nên về độ tiện lợi thì nó vẫn có lợi thế rất lớn. Bạn có thể dễ dàng mang theo Mini 4 Pro trong mọi chuyến đi, không tốn nhiều không gian mà cũng rất nhẹ nhàng. Đây cũng chính là lý do khiến chúng mình rất hay sử dụng Mini 4 Pro mỗi khi đi quay các nội dung hướng dẫn về flycam. Trước đây nếu mà muốn có chất lượng quay tốt thì chúng ta phải chọn những chiếc máy to và cồng kềnh và chúng ta phải hy sinh bớt cái sự tiện lợi đi. Tuy Mini 4 Pro có kích thước khá nhỏ nhưng đối với mình so với các sản phẩm khác thì nó vẫn có một cái camera tốt. Với khả năng quay tối đa lên tới 4K ở 100fps thì chất lượng quay của nó hoàn toàn đáp ứng được cho công việc của mình và đồng thời cũng có D-Log M10bit nên dùng để quay cảnh tráng cũng rất ok. Đặc biệt là trong các chuyến đi du lịch của mình thì Mini 4 Pro đã làm rất tốt việc lưu giữ khoảnh khắc. Bạn muốn chụp ảnh đẹp hay là bạn muốn quay slow motion thì Mini 4 Pro đều làm được và thậm chí còn làm tốt. Ở một video trước thì mình có nói rằng là Mini 4 Pro là một chiếc máy dành cho tất cả mọi người bởi vì nó rất là dễ điều khiển và nó cũng rất là an toàn nữa. Đó là bởi nó có trang bị hệ thống cảm biến đa hướng và công nghệ truyền sóng O4, có thể tự động nhận diện và tránh né vật cản, truyền tín hiệu được xa. Chính nhờ hệ thống này nên thực sự mình chưa bị đâm đụng Mini 4 Pro một lần nào cả, dù bay trong thành phố với nhiều tòa nhà cao tầng. Ngoài tay RC2 đi kèm ra thì Mini 4 Pro còn dùng rất tốt với cả kính Goggle 3 cùng tay RC Motion 3, đem đến cảm giác như chơi FPV vậy. Mình đã có cơ hội trải nghiệm bay theo cách này và cũng đã lên video hướng dẫn kết nối ở trên kênh, bạn hãy tìm xem lại nhé. Sau một thời gian dài trải nghiệm thì mình thấy rằng là Mini 4 Pro có một số cái điểm trừ đối với mình. Đó là đi kèm với cái sự tiện lợi và nhờ vào cái ngoại hình nhỏ gọn thì khả năng kháng gió của Mini 4 Pro sẽ không quá tốt. Mình từng bay chiếc flycam này trong ngày gió cực to. Nó sẽ khó điều khiển chính xác hơn và kết quả là thời lượng bay bị rút ngắn đi khá khá và hình ảnh quay từ máy cũng sẽ không thể ổn định hoàn toàn được. Vậy nên nếu mà có hôm nào mà trời nổi gió quá lớn thì Mini 4 Pro sẽ không phải là sự lựa chọn hàng đầu. Nhưng mà đấy là chỉ trong những cái hôm mà trời có gió cực to thôi. Còn lại bình thường thì Mini 4 Pro vẫn rất là ổn định. Đối với mình thì Mini 4 Pro sẽ không phải là một chiếc máy quay tối quá tốt bởi vì cái cảm biến camera của nó khá bé. Có mấy lần mình thử quay buổi đêm thì hình ảnh thu về khá bị noise. Thêm nữa là khi mà trời tối thì mình cũng không dám bay quá xa bởi vì mình không quá là tin tưởng vào cái hệ thống cảm biến vật cản của nó. Thêm nữa, Mini 4 Pro có một camera duy nhất nên phải dùng zoom điện tử. Khi zoom vào thì chất lượng hình ảnh của chúng ta sẽ bị giảm xuống. Tuy nhiên, điều này không quá ảnh hưởng tới mình và có lẽ bất cứ ai lựa chọn chiếc máy này cũng đã biết chốt được khả năng của nó đến đâu rồi. Về thời lượng pin thì với nhu cầu của mình, pin của Mini 4 Pro sẽ là một điểm trừ của chiếc máy này. Tuy rằng nó được công bố là có thời lượng bay hơn 30 phút, nhưng qua khoảng thời gian dài sử dụng thì thực tế chỉ bay được khoảng 25 phút. Khi mình bay vào những hôm gió to thì Mini 4 Pro sẽ chỉ bay được khoảng đâu đấy tầm 20 phút cho mỗi viên pin thôi. Một người bạn của mình đã từng sử dụng Mini 4 Pro để bay sự kiện, tuy rằng đã sạc đủ cả 3 pin nhưng mà vẫn phải căn thời gian để vừa sạc vừa thay pin trong cả quá trình bay. Vậy nên là nếu bạn có điều kiện thì lời khuyên của mình là hãy mua bản Flymore Combo vì chúng ta sẽ có 3 pin cộng thêm cả hấp sạc nữa thì khi đó sẽ tiện hơn rất là nhiều so với bản đơn. Và trên đây là đánh giá tổng quan của mình về Mini 4 Pro sau khoảng 1 năm trải nghiệm. Cá nhân mình thì vẫn nghĩ đây là một chiếc máy rất là đáng mua và rất là phù hợp cho những ai thích sự nhỏ gọn và tiện lợi. Còn đối với những nhà làm phim chuyên nghiệp và cần ưu tiên cái chất lượng hình ảnh hơn thì chúng ta nên tham khảo cái dòng Flycam Mavic. Vậy thì bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy để lại ý kiến nhé. Và cũng đừng quên like và subscribe cho chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.